bác cô chú anh chị, một cây xanh quê vừa về đội. Tối nay quyết định liên hoan cây này các bác. Trời đang ảnh hưởng của bão mưa, mưa suốt ngày, ướt át dưới này nước. Đấy thì làm cây này mới về, và cây này là một cái cây nó khá là hòm rồi, nó đang trong cái bước hoàn thiện nằm răm. Đấy tốt rồi, thì cắt luôn được, không có phải nuôi chờ nuôi phôi nước gì cả, cho nên là có thể chín luôn cây này. Đấy thì bây giờ nó tùm này các bác nhìn khó, cây này cao cỡ 35 phân và một người bê khá là nặng đấy các bác, nặng lắm. Cái chậu nặng và nó có chèn thêm hai viên đá, thêm nước mưa nó đang nhiều, bê rất là nặng. Đấy, mỗi lần bê lên mái khổ lắm các bác. Xanh quê các bác nhé, lá liếc rất là sáng, lá sáng. Đấy, rất là khỏe, cây đang khỏe các bác nhé. Cây đây là lượt đất nó rải thêm ấy, chứ cây này là cây trên chậu lâu năm rồi. Bác nhìn cái lượt đất bên trong này, rêu này. Đấy, những cái này là rải thêm thôi, vì trước nó hơi trũng đất. Đấy thì tôi mới đưa về thôi, đưa về thì chín luôn. Để các bác xem các nhé, xem mà nó có hay ho thì không các bác nhé. Tí nữa từ gỡ ra thì các bác sẽ dễ hình dung hơn, nó các bác có thể hiểu nó là cây thiên nhiên nhiều đầu cũng được. Rồi thì tí nữa các bác xem nhé, rõ xem. Góc này nhìn có rõ rồi, thế được rồi này.
vừa nãy là chỉ xong cái bước vệ sinh cá nhân, bây giờ mới là bước tinh chỉnh các bác nhé, tinh chỉnh sau nuôi định hình tiếp các bác nhé. Đấy, vừa nãy chỉ vệ sinh cá nhân thôi, bây giờ các bác nhìn thấy bóng dáng cây rồi đúng không, rất thụ đúng không. Bây giờ các bác vào chỉnh này, vừa nãy chưa có hề làm gì nhiều cả, bắt đầu bây giờ mới tinh chỉnh các bác nhé. Nhặt từng tí một.
ok rồi đấy, sạch sẽ rồi. Sạch sẽ rồi các bạn. Đấy. Đó là. Còn tí nữa nhưng mà nhặt dần thì cơ bản là xong rồi, nhặt nhặt đôi tí nữa thôi. Xem nhé. Em vừa mới xong và vừa mới đo cái kích thước của nó thì là nó cao đúng 40 phân các bạn. Và cái chậu của nó là 50 x 40 các bạn nhé. Chậu Đồng Nai 50 x 40. Các bạn nhìn tổng thể một vòng nhé. Cái toàn bộ phía cái tay này tôi đang nuôi cho nó to, cố gắng nó to bằng này hoặc chỉ cần bằng nửa những cái tay khác là ok rồi. Để cho nó đầy cái phía này. Bây giờ muốn đầy ngay thì được luôn rồi, nhưng mà muốn nó to cái những cái cổ này thì cứ nuôi thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Phía bên này là ổn hết rồi. Ổn hết rồi, có làm bóng xà xuống hoặc rơi xuống thì tùy. Đấy là tùy sở thích mỗi người nha các bác nhé. Hoặc thích giảm dăm bay, dăm rụt cái này được hết. Dăm bay, dăm rụt, dăm rủ được hết. Đây này nha các bác nhé. Đấy, nó có thiên hướng cổ thụ hơi siêu này một chút. Hòn đá này từ sau tôi bỏ đi, tôi không thích để hòn đá này, nó hơi vô duyên. Bệ thân của cái này là khá hài hòa, nó không có cái kiểu bệ cuồn cuộn nhưng mà nó là một cây rất hay, thân pháp rất hay. Đấy, một cây sinh quê cốt đặc này rất là ít, thực tế không phải ít mà là nó hài hòa, hài hòa. Một cây sinh quê này là hài hòa, đẹp đẹp. Đấy, dài bên đá ở đây có vẻ hơi chơi vơi đấy, chơi vơi ở đây tạo một cái gì đấy sâu xăm thăm thẳm đấy, ví dụ như các bác nhìn ở phía này vào sâu thăm thẳm đấy các bác nhìn. Một vài lần làm răm nữa thì sẽ ổn các bác nhé. Đây là phông thôi, chủ yếu là cái tay này cho nó to ra. Vừa tôi cắt để một số điểm thì nó quay phim nó dễ các bác, sau tôi lại phải nuôi lại này, nuôi cho nó phồng hết những cái này ra và sau cho cái này thấp xuống chút nữa, vít này vẫn chưa đủ, vít ra chỗ này kìa thì mới xuống được, đang vít ra chỗ này nó chưa xuống được đúng điểm đấy, thì tí phải làm lại cái chỗ đấy. Một cơ bản nó sẽ như thế này, khi mà cái này nó to bằng cái này là ngon rồi, thì cũng không lâu nữa đâu, cây này hoàn thiện hết rồi, còn chỗ đấy nữa thôi. Đấy, có thấy cổ thụ không? Rất ok, một người bên nặng các bác. Cỡ này bây giờ người ta đang mê lắm, chẳng qua là chơi bé quá là không có diện tích mà đau lưng thì phải chịu thôi. Chứ cây mà cỡ đầm đầm thì nuôi vẫn sướng các bác. Chính là bé quá chăm nó mới khó. Chứ còn to to này mà có đất có ăn thì dễ nuôi lắm. Dễ nuôi lắm các bác. Đấy, các bác nhìn cái bóng của nó nhé. Phê quá, phê, rất thụ, cực kỳ thụ luôn, mà cây lành lặn. Mấy cái sẹo này chẳng có là tạo sẹo thôi, mấy cổ líp hết rồi, líp hết rồi. Đấy các bác nhìn, tôi nhặt hết những cái rẩm rác của cho nó chạy đến từng cái xương một rồi, không có để nhiều làm gì, như đội bây giờ đang làm lún phún dày chi chít, không để làm gì, không phải là cách của mình các bác. Đấy, hy vọng là các bác nhìn thấy hết những cái vẻ đẹp của cây này, xem trên phim ảnh thì nó cũng khó quá. Đấy, tôi cho rằng đây là một cây khá là đẹp, không muốn nói là rất đẹp vì khen cây của mình thì nó cũng vô cùng, nhưng mà nó là cây đẹp các bạn. Đấy rồi, cũng đã sắp sáng rồi, chúc các bác ngủ ngon nhé, cuối tuần vui vẻ các bác nhé. Này xong thì các bác sẽ nhìn thấy nó kinh điển luôn đấy, không đơn giản đâu. Đấy, ok, thêm một vòng đây, các bác nhìn giống cái cây cổ thụ đầu làng.
rất tự nhiên.